Rồi em Bảy xin chào cả anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em là vừa cần nè, vừa máy nè, mấy cái cần rút mini nữa kìa, với lại là ba con máy điện nha mọi người, với mấy con máy Kada mới về nữa kìa. Đó ha. Thì cũng bữa hổm em mới lên clip rồi, thế anh em cũng nói chung là cũng quan tâm nhiều á. Thì bữa nay em lên tiếp cho anh em nha. Tại bữa cỡ này em like TikTok không anh em ơi. Rồi bây giờ em có máy mới, một mớ cần mớ máy cho anh em nha. Còn máy điện em sẽ test cho anh em thử là trên live này luôn, phải lộn trên cái clip này luôn nha. Rồi thì clip này là kỳ của nó là kỳ 760 nha mọi người. Rồi số cái số gọi dưới hàng dép Lào Zalo của em là nằm trên đây nè. Rồi anh em nào mà quan tâm thì liên hệ em nha. Rồi em lên nhanh nha mọi người. Đây cây cần này là một cây cần Gamakatsu nha. Đây Gamakatsu dài 1m, cây này dài 1m78 mọi người ơi. Độ cứng tầm khoảng cỡ là MH á, cây này cứng cỡ MH luôn á, MH gì đó, nó cỡ đó nha. Đây thì lua của nó thì em bao cho anh em là lua 40g đổ về nha, dàn khoen rồi khoen xích hết trơn rồi. Cây này thay bu cho anh em là bu chống sắn rồi ha. Đó. Rồi. Cây này em bán 900 mà em xả cho anh em còn 850 đi. Đây mã số 1 nha anh em. Lên mã nào em 850 đi ha. Đó mã số 1. Đó anh em là chơi Gamakatsu thì mình lấy nha, một cây lua. Tiếp theo là một cây lua 1m98, cây này 1m98 của Daiko nha, cũng là hàng Japan luôn á. Cây này để đồ cứng L. Nhưng mà thật sự cây này nó cứng hơn L nha anh em, cây này cứng ML nha. Cây này cứng ML. ML của cỡ M luôn cũng được nữa. Tại vì cái cần một khúc này nó nảy lắm anh em, này cái độ nảy của nó nè. Cây này cỡ ML đi ha. Rồi, cây này dài một khúc thôi. Độ dài nó là gần 2m là 1m98 á. Nè, dòng phen xích không nè. Cây này là nguyên zin luôn nha. Nó là nguyên zin. Rồi, cần còn khá là mới đẹp luôn. Nó một khúc. Một khúc thì hơi kén anh em chơi. Cây này bán 950 nha, giảm còn 900 đi ha. Mã số 2. 900k cho anh em chơi. Đó. Nè, bộ phen không à cũng bộn tiền rồi nè. Bộ phen vui xích luôn á. Rồi tiếp theo là em có một cây cần cho anh em nào mình chơi chơi đánh bóp binh nè, chơi câu cá cha, phải câu rồi câu cái dồ đếm anh em, cái dồ miền Tây á. Đây anh em muốn chơi cái dồ thì anh em lấy cây này nha. Này cây này là một cây cần Shimano nha anh em. Shimano cây này mấy ông Nhật ông lên ông độ lại bộ khoen rồi anh em ơi, đi lại bộ khoen cho anh em mình nè. Nè đó bộ khoen đẹp lắm, đẹp luôn, khoen được ba ngược nè. Cây này độ cứng của nó dao động tầm khoảng cỡ là 100 đến 150 luôn á. Cây này cứng cơ 100-150 nha. Đây thấy anh em thấy cái đọt nè, đọt ở trên là tháp đặt nha anh em. Cái trắng này là tháp đặt á, nên anh em câu cá dồ miền Tây, anh em nào câu mà câu cá cha cá dồ rồi đó, anh em giật thoải mái yên tâm. Rồi thì cây này nó là phôi của nó là phôi Shimano nha, IK7 nè đó. Rồi thì cây này mã số 3, độ dài của nó là 1m, để em coi coi 1m8 hay gì á, nhớ không lầm là một à, cây này dài 1m7 anh em ơi. Độ dài của nó là 1m7 nha. Rồi em bán cho anh em cây này với giá là bao nhiêu? Cây này em bán cho anh em 950 nha. Mã số 3, 950 nha anh em. Rồi tiếp theo, mã số là mã số 4. Đây, mã số 4 em có một cây cần lua, 2m4 nha. Cây này thì cái ngọn với cái đây cây ngọn với cái đọt của nó là mà hai màu khác nhau nha anh em. À. Đó, cây này nó đi cái khoen đều ba lại cho anh em nè, cái đi khoen đều ba bự nữa ha. Còn cái khoen trên ngọn này là nó là cái khoen khoen xích hết trơn, khoen phu di xích không à. Cây này độ cứng tầm cỡ M 2m4. Đây, em rút vô cho anh em coi. Vừa khớp luôn nha. Nó 2m4 anh em vũ cho anh em coi luôn nè. Cây này cỡ cứng cỡ M á, cần carbon nha. Rồi cây này em đang xả hàng nè, xả cây này cho anh em 650 cho anh em mình chơi. Nổi cái bộ khoen không đủ tiền rồi. Bát là Fuji luôn nha. Rồi cây này mã số 4 nha mọi người. Mã số 4 này em để cho anh em với giá là 650 nha. Hàng em bao ship anh em luôn. Một khúc em cũng bao ship luôn. Rồi vậy đi cho nó dễ chơi nha mọi người. Tiếp theo là cây cần này, một cây cần Daiko anh em, một cây rút Daiko nè. Rút Daiko cứng 30 dài 3m. Cây này hàng chuẩn Japan nha. Đây phôi của nó là phôi sân gần, phôi sân gần khục. Dàn khoen của nó là khoen Fuji nha. Đây khoen này có lai hai khoen chân trắng, nhưng mà nó cũng là khoen Fuji luôn anh em ơi. Nó là nguyên bản nha. Mấy cái chỗ này là nè, mấy cái chỗ nhám nhám này là để nè, nó để lo để khoen anh em vô mấy cái khoen đó. Đây sẵn gần nè ha, sẵn gần ở cộm luôn của Daiko, còn mới lắm, cứng 30. Cây này cứng 30 nha.
độ dài của nó là 3m à, 33m, anh em đến lục đầu cành cũng vẫn được nha. Anh em lăn xê cũng ok đó, 30 mà thật sự nó cứng hơn 30 luôn á. Rồi cây này giá, cây này để giá rẻ cho anh em mình chơi nha, cây này 650 chứ. Mã số là mã số 5 nha. Mã số 5 này 650 anh em mình chơi. À. Đó. Tiếp theo là mã số 6, đây mã số 6 này em còn cây UL nè. Cây này có ông khách chốt mà ông kêu chừa. Đây, cây này có ông khách chốt mà ông kêu chừa bữa hổm giờ. À. Thì em sẽ lên lại cho anh em. Đây em lên em giảm giá cho. Đây cây này là một cây cần UL 4 khúc nha. UL 4 khúc, cây này hàng trung sức. À, hàng xịn đó anh em. Đây, nó là dạng khoen là khu di xích hết trơn. Nè, 4 khúc. Thì cây này độ dài của nó là 1m8 nha. Nó dao động 1m8 á. Cỡ. Đây. Rồi, thì anh em nào mình chơi được cây này thì mình lấy nha, UL nha, dòng UL cán gỗ bằng. Đó. Bữa hôm em lên em bán 1.2 triệu lần á. Bữa nay em xả hàng cho anh em cây này em bán 950 thôi. Rồi, mã số này là mã số 7 nha anh em. Mã số 7 nha, 950 thôi. Đó. Đây, cây này nhẹ te, cây này như có 70 gram hay 80 gram gì à. Ha. Rồi. Tiếp theo là một cây cần rút nha. Một cây rút, cây súp lở carbon, một cây lai. Rồi cây này là một cây súp lở nha. Nè, lai súp 3m6 anh em. Đẹp lắm, đẹp luôn, cây này mới cáo à. Mới quá mới à. Đây, cây này carbon dày cui luôn. Nè, anh em thấy không? Carbon quá dày. Đây. Nè, bát là Fuji FX6 nha, dàn khoen của nó này. Còn cây này khoen đẹp quá luôn. Khoen Fuji luôn nha mọi người. Cây này cây súp lở, anh em chơi lục đầu cành đâu đó chắc được nha. Bạc bãi đồ lăn xê đồ ok hết. Cây này cứng dao động tầm khoảng cỡ 30 bình rút nha. Cây này cứng 30 bình rút anh em ơi. Cứng cỡ 30 bình rút. Ha. Còn mà độ cứng mà bình súp chứ cỡ 23 thôi ha. Đó, cây này đẹp quá nè. Rồi cây này anh em nào lấy em để cho anh em với giá là 650 luôn nha. Cây này mã số là mã số số mấy rồi? Tới số mấy rồi? Cây này tới mã số 8 nha anh em. Cây này mã số 8 nha. Em đi trên đây nữa em bôi lại. Cây này số 8. Nữa em bôi lại. Số 8 này cái này em có đồ bôi ga nè. Số 8 này 650 luôn nha. Dạ. Rồi, nữa em bôi vậy, bình thường. Đó, cây này còn nắp chụp đầu luôn nha mọi người. Quá đẹp luôn, mới cáo. Rồi tiếp theo là mấy cây rút ngắn nha. Một cái mấy cây rút ngắn cho anh em mình chơi nè. Cây này là một cây cần rút. Rút này 3 Olympic 30 và 2m1 nha. Cây này không biết carbon là phiết nữa. Đây. Đây, cây này sao mà phôi đẹp lắm nè. Cây này không biết phôi carbon là phiết anh em. Như cũng có carbon nhưng mà nồng độ ít thôi. Cây này ha. Thôi bây giờ cây này cũng như cây phíp đi. Em bán cho anh em giá rẻ cho anh em mình chơi. Quá đẹp rồi. Cây này dàn khoen cũng đẹp lắm, đẹp luôn nè. Khoen lòng sứ luôn. Cứng 30 và 2m1 Olympic. Ồ, cây đẹp đó. Rồi cây này anh em nào lấy để cho anh em với giá là nhiêu? Cây này 350 nha. Nè, cây này 350 anh em ơi. Cứng 30 và 2m1 luôn. Mấy hàng rút ngắn nè, mini nè, bỏ cốp xe đồ chơi. Ha. Cây mấy cây này là có khách dặn hết trơn mà em chưa có rảnh em đưa cho khách. Rồi cây mã số là mã số 9 nha anh em. 350 nha. Rồi tiếp theo là mấy cây carbon nè. Hồ ô, cây carbon đẹp lắm nè. Carbon lâu lắm mới về nè. Rồi, cây này cứng 10 dài 1m8 nha anh em. Cây này anh em có thể là lua được, cứng cỡ ML. Dàn khoen Fuji luôn mọi người ơi. Khoen đẹp quá nè, khoen Fuji luôn. Hồ ô, carbon sân gân nè. Anh em nhìn cái khối hồi carbon sân gân nè. Đó, màu đỏ đô nha. 1m8 thôi anh em. 1m8 carbon Spark. 10m8. Đây, độ cứng nè. Anh em lua thì cỡ ML nha. Đó, anh em lua rút thì cỡ ML chơi. Rồi cây này anh em nào lấy với giá là nha. Cây này mã số là mã số 11 nha. Bao quái mã số 10. Mã số 10 anh em ơi. Rồi, mã số 10 này. Để cho anh em với giá là 650 nha. Mã số 10 này 650. Nè, lâu lắm mới về được một cây carbon rất đẹp. Tiếp theo mã số 11 nha. Đây, 11 là một cây carbon Sawbot nè. Cây này để câu tàu thuyền hay là anh em câu nó rút gọn nè, thu gọn cây này tầm 40 cm à.
độ cứng nè, carbon nè anh em, carbon sọt của Alpha Draco nha, cây hàng Korea xuất, dài 2m7, độ cứng 10, dài 2m7 anh em ơi, cứng 10 mà thật sự nó cứng hơn 10 nha, nó để cứng 10 thôi chứ cái đọt nảy lắm anh em ơi, đọc bằng cỡ 30 á, đây nè, bằng cỡ 30 mấy gần khác anh em, đây nè, cứng 10 mà nảy lắm nảy luôn, gần phen Fuji không luôn đó, 12m7 nha, còn mới lắm, mấy cây này về vệ sinh lại đẹp keng luôn, bộ phen nè. Rồi cây này anh em nào lấy để cho anh em với giá nhiêu, 650 rồi đúng không, giờ mà để 750 đi ha, mã số 11 đi, 750 vừa giá anh em, thật sự thì mấy cây rút mà carbon này ít lắm, lâu lâu mới về được 1-2 cây à. Rồi tiếp theo mã số 12 đi, rồi mã số 12, rồi 12 bán đồng giá 750 luôn, cây này rất đẹp nha, cây này 2m4, anh em nào không thích 2m7 lấy 2m4 nè, cây này carbon đẹp lắm, màu đỏ đô luôn, cây này carbon sport cũng Korea Winbet, đây cứng 12m4 của Rewi nha, nè khoen đi chang cây số mưa kia luôn nè, đi chang cây số 11 luôn, cũng đẹp đi gan vậy đó ha, nè, độ cứng thì cũng như nhau thôi. Rồi mã số 12 nha, 750 nha, nắp chụp đầu vẫn còn nha, còn anh em lấy cây mã số 10 thì em sẽ tìm nắp chụp đầu cho, hình như em chắc em có. Rồi tiếp theo là cái máy đi anh em nào quan tâm máy thì em sẽ lên cho nè. Đây đầu tiên em sẽ test con máy điện, của máy điện này nha. Để em ghim vô cái. Rồi, lên ngon lành nha. Đó. Đây. Em sẽ gì bấm gì cho nó reset gì không nha. Đó. Ngon lành nha. À, cái này thì tại vì nó cái bình này nó gần hết bình rồi em ơi. Gần hết bình rồi. Em nghĩ bình nó quay hơi đó. Nó quay hơi chậm xíu thôi. Còn anh em muốn chỉnh cái gì anh em chỉnh nha. Đây. Đó, con này thì nó là tên là K Tanken Maru nha, con này 600H Tanken Maru, còn mới cáo luôn. Nè, mới rất là mới nha, dây zinc luôn nha anh em. Đây dây zinc luôn. Đó. Còn dây BE thì một đống ha. Anh em về anh em chơi. Rồi con này em để cho anh em với giá nhiêu? Con này em bán cho anh em với giá là 2,7 triệu nha. Con này 2,7 triệu. Con này em thấy anh em ta bán tầm khoảng 3 triệu ngoài trên đó nha. Rồi, nhỏ gọn nha, anh em nào thích nhỏ gọn thì lấy con Shimano này nha anh em, của Nhật nha. Con này 2,7 triệu. Mã số con này là mã số 13 nha. Để em đánh số 13 vô. Rồi, có mấy cái này em ri không được nha. Rồi. Con này mã số 13 nha anh em. Còn mới cáo luôn. Nó test cho anh em là ngon lành hết trơn nha. Quay ok. Gạt xả. Đó. Bon đầy đủ. Rồi, ok, hoạt động bình thường nha. Đó, con này mã số 13, 2,7 triệu nha mọi người. Con này có cái bao giải xi của Ryobi. Rồi tiếp theo là con đây, một con Daiwa. Con Daiwa, con này có cái bao này nè, đẹp nè. Ha, con Daiwa này. Con Daiwa này dây phải nói là quá nhiều dây luôn nha anh em. Con Daiwa này thì mấy ông Nhật cũng sơn là ông sơn như sơn xe ô tô với anh em. Nha. Sơn quá đẹp luôn, sơn phải nói là rất là dày nha. Anh em câu sợ khỏi sợ bị vô nước, bị rỉ sét gì. Con này hình như con ta nó cơm hay sao á. Con không biết nha. Nói chung là nó bị mắc cái nó sơn hết trơn cái hiệu luôn à. Con này tầm khoảng cỡ 1.000 hay 3.000 vậy. Con này em nghĩ chắc 3.000 quá. Mạnh lắm, mạnh luôn con này. Con này chắc 3.000 quá. Để em ghim vô em test cho anh em. Rồi. Đây, lên nha. Nè, lên nè anh em. Đó. Con này quay khá mạnh nha. Ok, ngon lành hết nha mọi người. Nè, nút chỉnh thì đầy đủ hết. Bấm cho nó lên, bấm cái nói chung là em cũng không biết đâu. Anh em về anh em nghiên cứu rồi anh em bấm đi ha. Nè, nó lên. Em cũng không biết là nó
nó nó sao nó chế độ nhóc hết rồi, rồi dít như vậy em cho qua chế độ dít gì đó thôi rồi đó. Em cũng không biết nè. Nói chung là nó hoạt động ok nha anh em. Chế độ gì tùm lum hết trơn, bấm hồi nó tùm lum luôn. Yeah. Nó có chỉnh nhẹ hay là mạnh nữa gì đó anh em ơi nha. Yeah. Nhẹ mạnh gì tùm lum hết trơn, nó có chế độ nhẹ mạnh rồi em bấm hồi chắc lên đường luôn. Rồi bấm hồi ra chế độ gì luôn rồi. Chế độ hiện giờ gì? Rồi bấm hồi hết chạy luôn. Bấm hồi hết chạy luôn rồi nè. Để em bấm chỉnh nó về chế độ ban đầu nha. Bình thường rồi đó. Thì mấy cái này em không biết nha, nói chung là mấy đại đại thôi anh em, mà mua về mình nghiên cứu rồi. Con này mạnh lắm, mạnh luôn. Rồi ok xong đi, bấm con này hơi lâu rồi đó. Rồi con này anh em nào lấy để cho anh em với giá nhiêu, con này em bán cho anh em với giá là 2 triệu rưỡi rồi. Con này mạnh lắm luôn mà 2 triệu rưỡi rồi, tại vì nó có hơi sơn, nó sơn anh em. Rồi con này mã số 14 nha, 14 này 2 triệu rưỡi nha nè. Đó, 14 2 triệu rưỡi cho anh em mình chơi. Anh em nào biết có nó thì mình lấy nha. Mình chỉnh gì dùm lum hết trơn. Con này khá mạnh luôn. Anh em là cần con máy điện đó, dây đầy đủ nha. Full dây, dây PE đầy đủ luôn. Dây này to nè, vô câu được về khỏi thai. Rồi, ok xong. Một con tới em. Cho em qua con 15 nha. Mà con nào cũng có dây hết mọi người á. Để sẽ qua con 15. Con này là con đẹp lắm, đẹp luôn. Con này em có bán rồi con ơi. Con này hồi đó em có bán con rồi ơi, đẹp lắm. Con màu xanh hay gì á. Hay là con màu này nè. Đây, con này là một con của hàng Alpha Taco hàng Korea nha. Con này hồi đó em bán như 2 triệu 7, 2 triệu 8 á. Mới trang gì luôn nè. Đó, lên. Nghe không? Ngon lành hết. Con này thì anh em bấm nha. Anh em bấm. Nó anh em muốn chỉnh nha. Con này thì chế độ bấm. Nè, cái pin yếu rồi nè ha, là cái kia yếu rồi nè. Ngon lành hết nha mọi người. Nè, pin này hơi yếu rồi đó anh em, về pin mạnh lắm, câu quay nó mạnh hơn nữa, đẹp lắm, đẹp luôn. Rồi con này em bán cho anh em cũng là 2 triệu rưỡi luôn nha anh em, con này 2 triệu rưỡi luôn. Rồi mã số con này là mã số 15 nha, 15 này 2 chữ luôn. Rồi đó em bán tận 27, 28 gì đó. Mà cũng khá là nhiều anh em hỏi nha. Lâu lắm rồi mới về lại nè. Rồi, dây thì dây điện đầy đủ, dây điện nha. Rồi. Tiếp tục đi. Tiếp tục mình qua mấy con máy biển đi nha. Đây, tới con máy ngang biển nè. Anh em nào chơi máy ngang biển thì lấy. Đây. Nè, con máy ngang biển nè anh em. Con này thì có pin, anh em về hai pin này là thì mình cái đồng hồ điện tử này lên nha.
con này con Ryobi của Nhật luôn, cũng bự lắm nè. Rồi con này mã số là 16, em bán cho anh em 350 con này thôi. Mã số 16 nha, 350. Đây, mã số 16, còn ngon lành luôn, bộ điếm cỡ trời còn ok ngon nha. Đó, con này còn đẹp lắm luôn, Ryobi. Về thay pin nha anh em, pin cũng giống là cái đồ mod của xe Vision á, Vision Wayo đó, này nó cũng giống. Rồi con này 16 350. Tiếp theo mã số 17. Đây 17 con này. Rồi con này là một con máy phải nói đẹp lắm, đẹp. Con này có con Ryobi nữa, có bộ counter điếm nữa nè. Con này JBE là đủ tiền luôn rồi. Nhỏ gọn nha, tay phải nha anh em, mấy con này tay phải không à. Rồi ok, con này em bán cho anh em, con này bán 380, bán cho anh em 350 thôi. Mã số 17 nha. 350 mã số 17 nha anh em. Tiếp theo. Mã số 18. 18 là con máy, con máy này size của nó là size, để em đánh số 18 vô. Rồi, 18 này là con máy size của nó là size, con này size thật là 3000 nha, cước số 3 vô 170m lận, nó để 2000 chứ size thật là 3000, con Ryobi nữa nè, da bền luôn. Đổi tay trái phải nha, con này còn khá là mới. Rồi, con này em bán cho anh em với giá là nhiêu? Con này 18 em bán 300 thôi. Con này da bền luôn. 18 là 300. Tiếp theo 19. Đây. 19 này có con Navi đẹp lắm nè anh em. Trời, con Navi. Wow, con Navi này lâu lâu mới về được con, con có kim loại nè. Con này chục chục này đẩy lên xuống là chục sáng đôi chứ khới nha anh em. Mạnh lắm mạnh. Rồi con này size 3000, Navi này size 3000 chứ size thật là 4000 nha. Cước số 4 vô 150, cước số 5 vô 100. Con này size thật là 4000 nha anh em. Nè, máy quay nhẹ te luôn. Khá là mạnh của hàng Japan luôn, Navi. Rồi con này em bán cho anh em với giá là 450 nha, con Navi này 450. Size của nó là size 4000 nha, mã số 19 nha anh em. 450 nha. Rồi tiếp theo mã số 20. Đây, 20 là em có mấy con Daiwa, Viking nè. Nè, bữa hổm giờ anh em hỏi Viking quá trời nè, Viking 66 nè anh em ơi. Đây, những con Viking 66 đây. Nè. Viking 66 có hai con nè anh em. Dưới một con là một con 70 hay 77 vậy nè. Con này 70 hay 77 gì đó ha. To hơn xíu. 66 thì anh em chơi Ikeda vừa. Anh em là cậu Ikeda thì lấy nha. Đây. Rất là một luôn anh em ơi. Nè, xả bon nè ha. Đổi tay trái phải được nha. Đổi thì anh em mở cái này lên. Đặt lật ngửa cái này lại. Anh em muốn đổi thì em đổi giùm cho. Nè. Có mấy con này đặc biệt, mấy con này có xả bon. Nè. Nè. Nè, cắt tiếng kêu này ha. Rồi bên trong của nó nè. Mấy con này thì chạy thiên thu luôn, chạy được con này cháu cũng chưa hư nữa. Bên trong nó gì này sao hư nổi. Rồi ok anh em nào lấy con này để 550 nha. Mã số 20. Viking 66 20, mã số 20, 550 con. Để em đánh mã số 20 vô các. Rồi 20 550 nha anh em. Rồi. Tiếp theo em có 2 3 con gì em còn bên kia nữa, anh em cứ chốt mấy con thì báo em. Em còn mấy con nữa. Tiếp theo là Viking 70 nè. Con này thì gói đây. Chỗ này thì bị muối đóng thôi, không sao đâu. Đây, máy mờ một chân luôn. Con này 70 77 gì đó. Con này 450 nha. Con 70 hay 77 gì đó. Mã số 21 nha anh em. Con này 450. Rồi, mấy con này thì lâu lâu mới về thôi. Anh em tìm cũng không có đâu. Đây, ngon lành luôn. Đổi tay trái phải được nha. Rồi ok. Chào anh em nha.